Địch Lệ Nhật Ba nói gì bị anti-fan gắn mác bình hoa di động. Tiêu Hoa Đàn 9X Địch Lệ Nhật Ba trải lòng, không thể hoàn toàn tự khuyết mọi điều mà mình muốn. Nhắc đến những nàng Tiểu Hoa Đàn 9X nổi tiếng nhất nhì làng giải trí hoa ngữ hiện nay, thì cái tên Địch Lệ Nhật Ba chắc chắn phải nằm trong top đầu. Với vẻ đẹp kinh diễm tựa nàng thơ, Nhật Ba khiến trái tim người ta phải tan chảy, nụ cười ngọt nịm. Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông là mỗi lần cô ấy khiến cánh săn tin trao đảo bởi nhan sắc xinh đẹp của mình. Bất kể trong tạo hình nào, từ cá tính đến công chúa hay quyến rũ kiêu sa, Địch Lệ Nhật Ba đều có thể cân được hết. Mới đây nhất, nữ diễn viên xinh đẹp đã tung ra một bộ ảnh mới nhất theo phong cách nhóm nhạc nữ, thu hút sự chú ý đông đảo từ cư dân mạng và người hâm mộ. Cô thể hiện phong cách của một cô gái ngọt ngào, năng động và vui tươi. Hiện tại cô là một trong những ngôi sao trẻ được yêu mến nhất. Dù vậy, có không ít người đặt dấu chấm hỏi lớn về sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhật Ba. Năm 2013, cô nàng ra mắt khán giả với vai nữ chính đầu tay. Như vậy, tính đến nay, cô đã có 8 năm làm nghề, với một gia tài phim ảnh không hề nhỏ. Sau bao nhiêu năm kể từ khi ra mắt với tư cách là một diễn viên, nhưng Nhật Ba vẫn chưa có cho mình một tác phẩm để đời, ghi dấu ấn mạnh mẽ với người xem về diễn xuất. Ngay cả khi bộ phim phát sóng Em Là Niềm Kiêu Hãnh của anh đóng cặp cùng với Dương Dương, nữ chính Nhật Ba cũng liên tiếp vướng nhiều ý kiến tranh cãi từ make-up đến biểu đạt cảm xúc. Trước khá nhiều những ý kiến chê bai đánh giá về diễn xuất, Địch Lệ Nhật Ba đã có những phút giây trả lời một cách chân thành nhất. Nữ chính Em Là Niềm Kiêu Hãnh của anh đã bày tỏ rằng bản thân cô muốn thử sức với nhiều vai diễn khác nhau, nhiều thể loại phim khác nhau, nhưng vì nhiều lý do nên cô ấy không thể hoàn toàn tự quyết mọi điều mình muốn. Về cái mác bình hoa di động mà nhiều anti-fan đặt ra, Nhật Ba cho biết bản thân cô ấy cũng biết điều này. Không muốn làm khán giả và người hâm mộ thất vọng, Nhật Ba nói rằng cô ấy đã và đang cố gắng trau dồi kỹ năng và trình độ diễn xuất của mình. Bản thân cô cũng biết những điểm hạn chế về ngoại hình của mình. Trong tương lai, cô hy vọng sẽ tìm kiếm được một bộ phim truyền hình khiến cô và khán giả yêu thích hơn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.